Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật Shop Flash House. Bây giờ là 10 giờ 10 phút tối rồi. Và những ngày bình thường thì giờ này thì tôi đang trông con cho vợ nó vắt sữa. Thế nhưng mà hôm nay thì là hai mẹ con đưa nhau về quê để chơi với ông bà. Thì tôi đang rất là rảnh rỗi. Và tôi muốn làm một clip để review một sản phẩm, như là một cái bài test cho các bạn xem về cái hiệu quả của một sản phẩm. Đấy. Và đấy là chiếc sản phẩm là bộ lọc nước tại vòi. Bộ lọc nước tại vòi của Nhật thế hệ mới. Ở clip thì tôi đã có một clip là tôi review tương đối là chi tiết về cái sản phẩm này rồi đấy. Thế nhưng mà chăm nghe thì không bằng một thấy. Và tôi tất cả những sản phẩm tôi bán thì tôi đều cam kết là về chất lượng của nó đấy. Nếu như sản phẩm không chất lượng là tôi sẽ không bán. Và tất cả các sản phẩm tôi bán thì tôi đã dùng. Và tôi chỉ dùng những gì mà tôi bán. Đấy, và clip này thì tôi sẽ test cho các bạn xem cái bộ lọc nước mà nhà tôi đang dùng, đang lắp dùng, và trước khi bán là tôi đã dùng test được hơn 2 tháng rồi. Tôi thấy rất là hiệu quả nên là tôi mới nhập về để tôi cung cấp. Đấy. Đây là một chút lương thực từ vừa ra VinFast và tôi đã mua được một chút lương thực. Rất là nhiều các loại mì. Để trong khoảng thời gian mẹ Moon về quê thì có thể chống đói. Chết rồi, cháy đi rồi. Trứng thì một chút nữa thôi là sẽ có một bát mì rất là ngon để đánh chén. Và tôi sẽ lấy hai cái bát sạch. Hai cái bát này là để ăn cơm, nó rất sạch. Và các bác nhìn nhá, hai cái bát sạch và cùng loại. Bây giờ tôi sẽ vào để tôi test. Như tôi đã nói thì cái bộ lọc nước tại vòi này nó có thể được gắn ở trên tất cả các cái đầu vòi, rất là tiện dụng. Và với cái địa hình nhà tôi thì không có vòi khác, tôi bắt buộc tôi phải gắn vào cái vòi sen này thôi. Đấy, gắn vào cái vòi sen này. Thì với cái bộ lọc nước thế hệ mới này thì nó có 3 cái trạng thái. Như đây là tôi đang để trạng thái này là trạng thái sử dụng nước qua bộ lọc. Đấy, đây. Đấy. Còn nếu như tôi để trạng thái này là không sử dụng nước qua bộ lọc, dùng nước trực tiếp. Đấy. Và còn một trạng thái thứ ba là trạng thái này, là trạng thái vệ sinh bộ lọc. Các thế hệ trước máy bộ lọc trước không có. Và vì cái máy có cái trạng thái bộ vệ sinh bộ lọc này, nó sẽ dẫn đến việc là chúng ta sẽ tăng được cái tuổi thọ cho bộ lọc. Và bộ lọc này thì mua rất là sẵn có. Đấy. Nó tăng tuổi thọ cho bộ lọc. Và ở cái bài test này thì tôi sẽ lấy nước ở hai cái vị trí. Đầu tiên là tôi sẽ để bộ lọc ở cái vị trí là sử dụng bộ lọc, nghĩa là nước sẽ qua bộ lọc này và cho ra nước tinh khiết. Cái máy này thì nó có tác dụng là nó cho ra nước tinh khiết, cho ra nước đã được khử clo và khử kim loại nặng. Trong nước của chúng ta thì có một lượng clo dư thừa do các nhà máy nước họ cho vào để diệt vi khuẩn, và có kim loại nặng và phóng chất. Các cái bộ máy lọc nước ở trong nước của chúng ta thì nó sẽ khử cả kim loại nặng và nó lọc cả phóng chất cho nước tinh khiết. Nhưng bộ lọc của Nhật này thì nó chỉ khử kim loại nặng thôi, còn nó vẫn giữ lại được nước tinh khiết, giữ lại được phóng chất. Và bây giờ tôi sẽ để ở cái trạng thái này, tôi sẽ lấy nước. Các bác về mua về dùng không hiệu quả là được trả lại nhé, vì hàng em đã dùng rồi. Đấy, đây là nước tinh khiết, đây là nước đã qua bộ lọc nhé. Trong cái nước đã qua bộ lọc này, tôi lấy thêm một chút nữa, thì là nước đã được khử clo. Cái lượng clo dư thừa sẽ gây ra một số bệnh, thì các bác lên Google để search nhé, tác hại của clo. Ở cái bát tiếp theo này, thì tôi sẽ lấy cái nước mà khi vệ sinh bộ lọc, nghĩa là trong cái quá trình chúng ta sử dụng bộ lọc, thì bộ lọc này nó lọc theo cái hình thức là thẩm thấu. Đấy. Và nếu như mà nó lọc không hiệu quả thì thực chất thì chúng ta lấy ra nước này thì nó cũng vẫn không khác gì cái nước vừa lấy đâu. Thế nhưng bây giờ tôi sẽ lấy cái nước mà khi chúng ta ứng vệ sinh bộ lọc này, xem nước có gì khác biệt không nhé. Đấy, đây là vị trí vệ sinh bộ lọc. Và khi chúng ta dùng thì khoảng tầm 2 ngày chúng ta sẽ vệ sinh một lần, và nước này không dùng để uống. 2 đến 1 tuần vệ sinh một lần. Đấy. Sau chúng ta để lên để dùng bình thường. Đấy.
Đây là nước mà tôi lấy từ hai cái trạng thái của bộ lọc. Chúng ta nhìn bằng cảm quan mắt thường đã thấy được là cái nước mà khi được lọc nó trong hơn. Chúng ta nhìn thấy ngay này, màu trắng trong hơn. Bây giờ tôi sẽ mang nó ra ngoài. Mang nó ra ngoài để sáng hơn cho các bạn xem. Thực ra cái này thì tôi đã test một lần rồi. Đấy. Khi tôi dùng tôi đã test rồi. Tôi test rồi thì tôi mới dám nhập về để tôi bán. Đây. Khi chúng ta nhìn bằng mắt thường thôi, chúng ta đã thấy được là cái bộ này cái nước ở cái bát mà khi chúng ta lấy từ việc vệ sinh bộ lọc ra đây. Ở trạng thái vệ sinh bộ lọc, cái nước nó màu vàng. Đấy, và ở cái nước này như hiện tại tôi đang ở cơ sở 2 tại 235 Mê Linh, Thái Bình. Và ở cái khu vực đằng này thì nước nó rất là ô nhiễm. Đấy. Cái việc nước màu vàng này để cho chúng ta thấy được là trong nước rất nhiều kim loại nặng. Đấy, nó sẽ khử được đi kim loại nặng và clo vẫn giữ lại được khoáng chất. Còn trong bát này thì rất là trong. Ở trong cái lần tôi test, một vài lần tôi test trước ấy, thì là khi mà cái bát nước mà chúng ta để lấy ở trạng thái vệ sinh bộ lọc này, chúng ta để qua đêm đến sáng, thì là xung quanh cái thành cái bát này nó sẽ đọng lại một cái lớp màu vàng. Đọng lại một lớp màu vàng. Còn cái bát này thì nước vẫn trong vắt như vậy. Đấy, các bác thấy không? Nước cực bẩn luôn. Đấy. Nước rất bẩn mà bình thường chúng ta sử dụng chúng ta không hề biết. Cứ nghĩ là nước máy đã là sạch. Đây là một bài test rất là thực tế. Và nhà em đang sử dụng luôn. Hiện tại nhà em đang dùng hai bộ lọc cho hai vòi. Đấy. Và em vẫn vệ sinh thường xuyên bộ lọc. Khoảng tầm 3 đến 5 ngày thì vệ sinh một lần để sục hết những cái bẩn đi, tăng tuổi thọ của bộ lọc. Đấy, các bác này nhìn thấy. Và ở cái nước này, nếu như mà có soi đèn, nếu mà phải soi đèn flash thì chúng ta sẽ thấy được là nó có một cái lớp váng ở trên bề mặt nước. Đấy, nhìn rất là sợ. Còn nước này thì trong vắt. Bộ lọc này thì vì chính vì em đã kiểm tra và trải nghiệm. Chính vậy nên là bác nào mà về dùng không hiệu quả là được trả lại bộ lọc và lấy lại tiền. Thực chất thì em rất muốn chia sẻ những cái gì mà nó thực tế và thiết thực. Cái giá trị bỏ ra không nhiều nhưng cái lợi ích chúng ta mang lại là cực kỳ lớn. Bộ lọc nước này thì đang được bán phân phối tại Việt Nam với giá là 1.300.000. 1.300.000 bằng một bữa nhậu thôi. Đấy, thế nhưng mà nó cho cả nhà chúng ta một nguồn nước sạch. Cái gia đình chúng ta một nguồn nước sạch. Đấy, rất là tuyệt vời. Cần tư vấn thêm các bác gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0966 937 999. Hoặc các bác đến xem hàng trực tiếp tại kho Hoàng Nhật cơ sở 1 tại số 1 là số 212 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, và cơ sở 2 tại số 235B đường Lương Thế Vinh. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em. Hẹn gặp lại các bác trong clip lần sau.